chú con nước quá. Bây giờ con sẽ tập trứng ăn. Ăn cơm buổi chiều. Đéo mấy. Cái gì con? Con đặng con ơi. Trời ơi, trà sữa ngủ mới dậy tiếng nói chuyện sao khào 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 quá vậy, không nghe được gì hết trơn trời. Mẹ ơi. Mẹ yêu kìa. Con đi đâu? Con làm. Con làm trứng con ăn. Con làm trứng ăn hả? À, chiều nay mẹ Ngọc đang làm thịt chiên cho các bạn nè, nhìn ngon quá. Hấp dẫn quá ta ơi. Cái đồ lại trắng vàng nè. Nè nè, coi coi thịt mẹ chiên ngon rồi nè. Cái đồ, cái tô lại trắng vàng rồi nè. Ờ, cái tô đã sẵn sàng rồi hả? Rồi. Hàng trứng hả? Rồi, để trứng cho mua về cho để phân ra. Để gửi cho bà con cô bác ở như điểm phong tỏa đó. Xin một trứng thôi nha. Xin một trứng thôi. Đi đâu ạ? Giờ đắp vô cái tường. Làm gì vậy? Con đi đâu vậy? Ngồi ngoài nè, ngồi ngoài nè. Con làm gì? Đập đập hả? Thử biết làm không ta? Đập mạnh vô. Thử coi biết làm không? Rồi, đập rồi, rồi tách nó ra. Tách ngay chỗ bể, rồi lấy trứng ra. Rồi bỏ vỏ. Rồi được rồi đó. Hay quá ta. Bỏ vỏ vô rổ đi. Bỏ vỏ vô rổ đi. Chưa. Được rồi, bỏ vỏ vô rổ. Chưa. Rồi, một trứng được rồi. Một thôi. Thôi. Hay ta. Hay ta. Vậy ta. Là sữa hay vậy ta. Có chừng lát rồi làm lát cho rửa tay ra. Rồi, 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 rồi. Rồi được rồi. Rồi nhiêu đó ăn được rồi. Xin hai trứng được rồi. Được rồi chưa? Rồi vô lấy vô mẹ xin mượn mẹ cái muỗng. Rửa tay đi, vô rửa tay đi, vô muỗng rồi xong rửa mượn mẹ muỗng cái muỗng để rửa tay. Ủa để đánh trứng nha. Rồi giỏi đúng rồi. Làm xong phải rửa tay sạch sẽ. Hả, khăn đâu? Trời ơi, con đang dưới tay sạch rồi. Lấy ăn cái này mà. Để lấy một cặp cái muỗng đi. Cho con gái muỗng ha. Trời ơi. Để con pha đều trứng. Quậy trứng hả? Dạ. Rồi. Đánh cho trứng đều lên nha. Rồi, mẹ chiên trứng ăn cơm nha. Giỏi quá ta. Quậy đều lên. Hay quá ta. Biến đập trứng với quậy trứng luôn, nhờ được rồi đó. Nhưng mà con chiên chưa được đâu nha. Phải nhờ mẹ chiên. Mẹ nêm nếm mẹ chiên. Đánh đều lên coi. Trứng này trứng gì biết không? Trứng dạ, trứng ốc la tươi. Này trứng là trứng vịt. Trứng vịt. Dạ trứng vịt. Trứng vịt mua tới cả 5.000 trứng. Để mình chuẩn bị mình vô quà. Đây là ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tiền cho cha đó, để cha mua. Giờ cha con mình chỉ cần chỉ cái việc là chia ra thôi, rồi gửi cho bà con cô bác các điểm phong tỏa ha. Cái điểm phong tỏa ở nhà đó. Ở chỗ khác nhiều người ta khổ lắm á, biết không? Không có chia trứng gà cho mấy cho xóm trọ hả? À con đi con gửi cho xóm trọ mình ha. Con giỏi, giỏi lắm. Quá trời ông ơi, chú giỏi lắm. Rồi con giỏi lắm hả? Con chị nấu trứng với lại cho, vậy hả? Cho trứng hơn người ta. Ờ con giỏi lắm hả? Ngon quá. Ngon không? Đừng hỡi tanh á. Lát chiên cho xong rồi nó sẽ ngon rồi mình. Giỏi quá. Là thúng giỏi quá ta. Mà thúng ngủ quá vậy. Trứng vô đây. À. Cây này. Chỗ người ta quay clip. À, nhỏ Phương vừa nhớ mấy con chó mà lại gần là trà sữa la nó chỗ người ta đang quay clip. Cái này mẹ bỏ hành vô nữa. Mẹ chiên lên là ngon lắm á. Bỏ dầu vô. Bỏ dầu vô chiên. Trứng giỏi lắm. Mẹ không phải đập trứng giỏi luôn. Anh hai chào quý khán giả con. Rồi anh hai vô cơm nha. Anh hai ăn cơm trước. Trà sữa phải chiên trứng.
cao năng suất, kể cả tình trạng những người bệnh có triệu chứng hoặc vậy đều đi. Tê tê làm vậy chứ. Rồi cho nó đều đi. Mà nói chuyện gì mà khào quá vậy mà Thống? Hả? Ở Thống? Quay đều vô rồi nhờ mẹ chiên cho nha. Đang có dầu trống nhờ mẹ chiên lên cho nha. Con gái. Không thấy nữa. Hả? Em sơn trứng đều đẹp. Để nấu trứng nè. Em làm trứng giỏi lắm. Em làm trứng giỏi lắm. Đi ngay chỗ tiền. Chỗ chị Ba quay clip mà kêu này thiệt à. Nó bỏ con chị, nó cắn con này quyên ra. Nhưng mà nó chết ngán lên. Cắn đâu? Nè. Đâu phải cái vết đó mà vết, đâu phải vết cắn vết chày. Có nghĩa là trà sữa cần đồ ăn nên có con chó nó hổng nó lại nó táp đồ ăn. Táp ăn của con còn chắc nè. Con kể lại khúc đó là sao? Lúc đó là sao? Lúc đó là con kia nó cắn kìa. Cắn nó chạy méo, nó chạy méo luôn. Mà con ngốc nó lấy mình kêu kia nhìn. Chắc là không lấy. Mà lấy mình kêu nhỏ. Đều chưa? Đều chưa? À, con đều chưa nha bà con bác. Chưa đều lắm nha. Chưa đều lắm nha. Chưa đều lắm nha bà Thôn. Xíu đi cho đều xíu. Xíu đi cho đều bà Thôn ơi. Đều. Rồi đem đưa ông nội ngoài cho ngoại coi rồi, cho ngoại coi rồi. Con giỏi phe ngoại rồi. Ông ngoại kìa. Đưa ngoại khoe ngoại của ngoại trước nhà, bưng ngoại khoe ngoại coi con giỏi không? Đi cẩn thận nha. Ngoại đâu? Ngoại trước nhà. Trước đây nè. Con kia này. Con kia này trẻ ra con kia. Dạ con gái của nói tôi. Nói con quậy dạ, trứng. Dạ con gái của tôi hả? Nói con quậy trứng để con chiên cho ngoại ăn á. Dạ chứ. Dạ con sửa cái quần này ăn lại. Sửa cái quần lại hả? Chèo cơ. Rồi bà Thủng mang đôi dép. Đúng bà Thủng luôn. Ông ngoại đâu? Ngoại trong đây nè. Nó đi chiên trứng cho ngoại ăn cơm. Ông ngoại đâu cả? Ông ngoại về dưới xuống dưới rồi. Ông ngoại xuống dưới rồi. Ông ngoại bên đây nè. Ông ngoại bên hông nè. Đều nha. Đi cẩn thận con. Ngoại không có tay. Nhận trước ở bên trên. Mấy con chiên cho ngoại ăn đó nha. Ông ngoại ơi, anh đập trứng cho ngoại rồi đó. Hả? Anh đập trứng mẹ. Trứng ngon lắm. Trứng ngon lắm hả? Để mẹ nấu. Để mẹ nấu nha. Nấu cho ngoại ăn. Để con sân đều lên. Chú ăn dưa xe. Được chưa? Dạ chưa. Đều rồi đó. Cha còn đều. Đều chưa? Nó còn đều. Mày gái không quýnh con gái của tôi không hả? Ra đi, con gái tôi quay clip. Kiki à, quýnh đi ra đi, con gái tôi quay clip à. Cha con quýnh. Ghê ghê. Trứng thì ghê quá. Gì ghê? Này trứng nó. Trứng nó còn mềm mềm. Trứng nè. Rồi đều lên. Rồi đều rồi đó. Thôi đem vô cho mẹ chiên đi. Thôi chưa đều. Ờ quậy xíu cho đều hả? Đều rồi cho thấy cũng được rồi đó. Đem vô mẹ qua cho nêm nếm đi. Không ha. Không biết á.
hả? Con đã cùng thấy con đâu đâu này đâu hả đâu này chúng mắt quay đi rồi quay về quay đi rồi cho nó chứng minh là nó nhỏ xíu ở nhà gì biết là buồn bà trù quờ thúng buồn không hả bỏ dầu vô bỏ dầu vô mới được kìa khoe mẹ kìa mẹ kìa mẹ đi rồi không gì xíu mẹ đi vô khoe mẹ nha được rồi đó ha rồi giờ mang vô nè mang vô cho mẹ yêu chiên rồi được rồi cháu thấy được rồi mang vô cho mẹ yêu chơi chiên đi đổ một hồi không em ờ chiêu tô xăng để lên mang lên ta nè ủa cần cổ và thúng rồi ta cần cổ đó ờ có cần cổ hả bữa hàng xíu chạy hết trứng lắm mình sớm xuất trứng lắm hả dạ con kỳ kia không ít mẹ con cứ đập trứng xong rồi để con quay đi lên cho nó chiên rồi mẹ chiên giùm con nha rồi nói là mẹ yêu rồi mẹ yêu phe mẹ yêu coi con nói nè cho xuống đi gì cho xuống con nói nè thôi nghe à, rồi nói là mẹ yêu nấu trứng giùm con hả vậy cũng nó nhỏ nữa. Rồi nói đi lại nói đi lại nói đi sao hả hả rồi lại nói mẹ yêu đi mẹ yêu ơi con đã trứng xong rồi đó nhọn lắm con giỏi lắm mẹ yêu chiên giùm con nha mẹ quá nhọn quá rồi được rồi đi rồi con đập trứng xong rồi đó con đập trứng xong rồi nhớ cầm hai tay nha chương trình gớ con không ăn được đó đó là bất khí nhưng qua là đó vậy để trứng đuối quá cái gì quá trứng đuối quá đi rồi để vô mẹ yêu mẹ chiên cho mẹ yêu lau cái chỗ này nè chỗ này sáng chia rau củ quả rồi chia thịt cá rồi nó dơ nè thay ghế rồi đi ra chỗ khác cho mẹ yêu lau bưng vô bưng vô bưng vô đi bưng vô nè đi bưng vô nha rồi bưng vô để mẹ chiên nha cho đều đều rồi cho thấy đều lắm rồi giỏi rồi dậy vô nhà ờ bưng vô để cho mẹ đâu hỏi mẹ yêu để đâu xong hỏi mẹ yêu coi điều rồi nó chưa có điều con quậy hoài nó cũng vậy à rồi hỏi mẹ yêu để đâu mẹ yêu ơi để đâu mẹ yêu ơi để đâu mẹ yêu ơi kìa mẹ kêu để trên bàn á nó còn mày nữa sống sống phải cuộn lại cho nó bớt lại mềm mà về đúng không khai báo y tế thực hiện khai báo y tế trên app MOV cài đặt ứng dụng Bluetooth tại địa chỉ https://2.2kéo sửa vô nhà nha thôi chào tạm biệt quý bà con cô bác giờ sửa mang trứng đi vô đây để lát mẹ Ngọc chiên cho sửa ăn và dạ, cảm ơn quý bà cô chú đã theo dõi video của Phương Dừa con hẹn gặp lại ạ bye bye thôi hả quay nữa rồi đi vô để mẹ lau đi vô bưng vô nhanh lên bưng vô trong nhà nè bưng vô một bếp bên ngoài nè
bưng vô bếp bên ngoài đi. À bếp bên ngoài rồi quậy tiếp vô bếp hả? Vô bếp ngoài nè, vô bếp nè, vô bàn đây nè, quậy đúng chưa? Bàn này đi. Ừ, để lát mẹ nhớ để chân lên nha, nhớ để chân lên nha, chân lên. Rồi quậy cho đều đi. Đó, mẹ mua nước cam cho trà sữa uống đó. Quậy là con sân trứng. Trứng ấp lê. Ừ. Trứng ấp lê. Trời ơi, để dép con chi dơ vậy bà thúng. Rồi thì mị lại coi. Từ từ để con lấy cái trà. Để con lấy cái ghế. Cái ghế này. Lấy ghế này. Chờ đây đi. Chờ đi. Ừ. Điều chưa? Đã chưa? Rồi để xa xa ra đi. Rồi. Tài trứng đều rồi bà con cô bác ơi. Rồi mang vô, trứng đều rồi bà con cô bác ơi, giờ chiên ăn thôi. Giờ chưa có chiên. Rồi dạ cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi video của xin được con hả? Quay nữa. Quay nữa ha, quay khác đi. Ha. Rồi lát quay chiên ha. Quay đi. Lát quay chiên ha. Quay rồi. Rồi cảm ơn đi. Không giờ quay. Con quay nữa hả? Quay hoài dạ. Chú ơi. Món trứng là đã quay rồi. Ba, món trứng nặng lắm mà mời chú quay nữa đi. Nè. Cái sân trời nè. Sân trời chiếc bánh. Ừ. Ngày nay cha cũng chưa có thời gian cái bánh cho con nữa. Cái bánh hồ quèo. Ừ. Cái bánh. Bánh tròn chân chân tròn. Cái chiếc bánh xinh xinh. Mình cháu rất mẹ lắm. Yay yay yay. Rồi cảm ơn nha. Yay yay. Được rồi. Yay yay. Rồi vô đi vô chiên trứng nè. Vô vô sửa sữa chiên trứng nha. Hả? Quay đúng rồi. Sáng giờ chưa quay ghiền hả? Rồi được rồi, được rồi. Đúng rồi. Quay. Ừ đang quay nè. Rồi để cho cảm ơn quý bà con cô bác theo dõi video của Phương Dừa Con nha. Dạ rồi cảm ơn. Hẹn gặp lại ha, rồi quay tiếp.